Chào tất cả các bạn. Sau một đêm ngủ dậy thì nhà mình nó trông ra như thế này nè các bạn. Nước lên láng, nước nó vô tới sân luôn. Đây, nước nó lên tới tầng cấp luôn nè các bạn. Đây là lần thứ hai nhà mình bị nước vô tới sân như thế này. Lúc trước là cơn bão số 12 năm vừa rồi là nước nó cũng tình trạng như thế này, nhưng mà hôm nay lại lặp lại một cái lịch sử nữa, đó là nước vô tới nhà. Cái này là mới mưa đêm hôm qua mà sáng ra thì nước nó đã lớn như thế này rồi, bây giờ là ngập ra tới đầu gối luôn đó các bạn. Đường cái nhà mình là không còn chỗ để đi nữa, xung quanh ngập nước hết. Các bạn có thể xem nè, nước mà nó lọt tới đầu gối của mình rồi nè. Đây là cái đám kè nhà mình trồng, rất là may mắn nước nó không lên bởi vì đất nó cao, còn ở phía dưới là đất thấp là nước tràn hết luôn. Đấy, nguyên một con đường của mình toàn ngập nước. Này con bò nó đi theo mình nè. Nước nó rất là lớn mà nó khoái lội nữa chứ. Đó, các bạn coi nè, nước nhà mình nè. Đây là mùa nước nổi, chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa rồi. Nếu mà đây là chỉ mới bắt đầu thôi, chứ kéo dài cả 2 tháng thì nhà mình chắc ngày nào cũng ngập như thế này. Hồi xưa là nhà mình nó không có ngập nhiều, do là những cái nhà hàng xóm cái bên đó người ta cứ nâng đất lên á, rồi thành ra nhà mình nó trũng, cái rồi mưa xuống là đọng nước. Đó, các bạn thấy là nước nó vô tới sân nhà mình luôn nè. Nó vô mà còn 2-3 bậc tăng cấp nữa là nó sẽ lên được tăng cấp thứ nhất. Nếu như mà cứ mưa liên tục ngày này qua ngày kia thì chắc chắn là nó sẽ lên luôn. Các bạn cứ tưởng tượng khi mà mình đang ngủ dậy và cái mình mở mắt ra mình thấy cảnh tượng toàn là nước lênh láng thôi, rất là sợ ha. Còn ở phía dưới này là nhà hàng xóm nè, nhà này cũng khá là cao đó, nhưng mà nước nó cũng ngập luôn nè các bạn. Cho các bạn thấy nước nó vô tới đường lùn này luôn nè, mình dựng xe mà nước nó cũng vô luôn. À, cái này giống như là một cái ruộng nước thì đúng hơn. Bác mình đang ở ngoài đường á, bác mình đang ở ngoài kia là sẽ nước cho nó ra đó các bạn, cho nó ra ruộng bớt, chứ không là nó ở đây nó cứ động miết ở trong nhà luôn thì không đi được. Mưa thì không ngớt. Còn đây là cái giếng nhà mình, nước nó cũng lên được nửa bên giếng rồi. Các bạn cứ tưởng tượng nếu mà mưa liên tục nhiều ngày đi thì chắc chắn là cái lượng nước ở ngoài nó sẽ trung hòa với lượng nước ở trong cái giếng này. Đó các bạn thấy không, gầu mà nước nó chứa tới nửa gầu luôn nè. Các bạn thấy nước trong giếng nè, có thể mình lấy tay mình múc được luôn đó các bạn. Đó, nó quá là gần với lại cái chiều cao của mình luôn nè. Hồi xưa là nước nó cứ tới đây nè, nhưng mình hay thường lấy cái ke mình múc, mình làm biến lấy gầu sắt lắm, mặc dù là có cái gầu luôn nè, mà không lấy ke múc cho nó lẹ. Rồi còn đây là cảnh phía sau nhà mình, nước nó cũng tới đầu gối luôn. Bây giờ mình lội ra ngoài sau để xem thử cái vườn rau của mình nó ra sao, chắc nó cũng bị ngập nước rồi quá.
giờ mà còn mưa lớn mà. Đây là cái chuồng gà nhà mình nè. Mấy con vịt thì nó ham nước thì không sao, còn mà mấy con gà mà dạng gà nồi á, lông nó ít cho nên là nó rất là dễ bị lạnh. Nó đứng quá à. Nhưng mà không sao, có cái mái che. Các bạn coi nước ở cái đám rau nhà bếp mình nè, trở thành một cái biển rồi. Đây, biển mênh mông nước. Bên này thì nó của mình cũng thấp hơn bên kia là gốc nha. Đây là cái vườn rau nhà mình, hên quá là nó không bị sao. Do phần đất ở trên này nhà bếp mình có nâng lên khá là cao cho nên là không bị gì. Rau thì vẫn mọc xanh tốt bình thường. Cái đoạn ở ngoài sau đây là nặng nhất bởi vì là toàn là đất trũng luôn. Đất nông á. Coi. Đây các bạn. Nước nó chảy từ trên kia dậy xuống nè. Hồi xưa là cái con đường này không hề có, bác mình mới xem bằng ra cách đây khoảng vài tháng để mùa mưa là đi qua được nhà nội của mình. Còn lúc trước là khi mà mưa xuống là nó cứ như tình trạng thế này, không thể đi được. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia nha, coi nước nó từ trên kia nó chảy xuống nè. Bon. Trời mưa mà con Bon nó hay đi ra bơi dưới nước ghê luôn á. Đây các bạn coi nước ở trên này nè, cũng không kém ha. Đó, nước nó chảy nè. Nước cái chỗ này nó chảy xiết luôn. Đây, nước chỗ này nó chảy xiết luôn nè các bạn. Nhà trên đây là người ta trồng đu đủ, trồng chuối, cho nên là khi mà nước nó xuống á, người ta phải lấy cái miếng bạc để mà đắp cái gốc cây lại, nếu không là nó sẽ chảy và trôi đất hết, là cây sẽ ngã đó các bạn. Tại quê em Nha Trang mùa nước nổi. Đây là vườn rau của mình trồng. Giờ nó đang ra trái rất là ngon rồi, nhưng mà bây giờ nước mưa quá chắc chắn là trái nó sẽ bị hư hết. Đó các bạn thấy trái ở trong không? Mon đi ông Mon. Đây. Đi vô. Mưa mình đi theo tao làm chi vậy? Đây. Cái con mương này là bếp mình mới làm để nước khi mà nó xuống quá nhiều nó có thể chảy đi được này, nhưng mà bây giờ nó đã trung hòa rồi, nó không thể rút được nữa, chỉ có việc là chờ mưa ngừng thôi. Rồi đây là một vài hình ảnh mình muốn chia sẻ đến các bạn về thời tiết khí hậu ở Nha Trang vào tháng 10 như thế sao. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh Hanna. Xin chào.